Đang phát sinh chào bạn. Cái này đang giới thiệu bạn ghế câu. Chất liệu ghế này là inox và vải dù. Ở đây là bạn có thể ngồi câu hoặc là chất liệu inox và dù đấy bạn. Bản rộng của ghế là 30 các bạn. Rộng bằng ghế 30. Ghế tựa. Chiều cao ở ghế là chiều cao ở phần cái ghế là 60 thôi. Từ đáy xuống 60. Ghế gấp rất gọn, rất tiện. Dù rất dày. Đây, đường kính của inox này là 26 là 16 ạ. Đường kính là 16. Dù rất chắc chắn. Mình đi rút. Khi mà đi rút rất chắc. Rất dày, chắc chắn. Thế này các bạn có thể đi dã ngoại để ngồi uống cà phê về được. Tựa vừa rồi đang xin giới thiệu các bạn ghế ngồi câu, ngồi uống cà phê và ngồi làm nhiều việc khác vì mục đích sử dụng của bạn. Ở đâu Fixing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ở đâu Fixing.